rất nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm của việt nam đang gặp khó khăn bởi các rào quản phi thuế quan trong quá trình tiếp cận thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp bộ công thương đã và đang thực hiện nhiều chương trình tư vấn đào tạo nhằm giúp doanh nghiệp việt đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế nâng cao giá trị gia tăng cho hàng xuất khẩu Trước những rào cản thương mại ngày càng gia tăng, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC triển khai xây dựng dự án thương mại vì sự phát triển bền vững T4SD nhằm nghiên cứu và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực ứng phó với các rào cản phi thế quan đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Hiện dự án đã thu thập 1.638 ý kiến doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có tới 40% doanh nghiệp nông sản gặp vấn đề về các rào cản nhập khẩu, xuất khẩu. Các ghi nhận cũng cho thấy có tới 63% doanh nghiệp phản hồi là rào cản thủ tục ngăn cản dòng chảy xuất nhập khẩu. Dự kiến đến năm 2020, dự án sẽ tổng kết đánh giá hiệu quả và tiến tới nhân rộng thêm để nhiều doanh nghiệp được tiếp cận. Cùng với các hỗ trợ từ Bộ Công Thương, nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp vẫn phải tự nâng cao chất lượng sản phẩm qua việc đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm dịch động thực vật, đầu tư vùng nguyên liệu cũng như kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi chỉ khi làm tốt các vấn đề này, hàng hóa của doanh nghiệp Việt mới tạo được niềm tin với người tiêu dùng và có chỗ đứng trên thị trường quốc tế.